Ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đây là kênh của mình này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt hình ảnh. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái kênh, sau đó một cách vào bằng này này. Các bạn chọn nha. Đấy. Sau đó các bạn bấm vào lưu. Đấy. Cái lưu xong thì các bạn chọn từ ảnh này, các bạn bỏ vào ảnh vào. Ok, sau đó các bạn vào lại cho mình. Các bạn vào đây. Sau đó anh em bấm vào cho mình kết vào đây này. Anh em đổi cái chữ nha. Chuyên tao quay này. Ok, sau đó anh em bấm vào cho mình phần lưu. Ok, như vậy là anh em kết vào, anh em bấm vào cho mình là phần YouTube, anh em chọn nha, tải lên. Đấy, anh em bấm vào lưu. Ok, như vậy là anh em được có cái kênh của mình này, chuyên nghiệp của tôi này nha. Yeah. Chờ cho nó cập nhật là được anh em ạ. À. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này, các bạn hãy nhấn like và cái kênh cho mình nếu như các bạn thấy video của mình hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye các bạn nha.